Chào bà con, lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt móc của Sơn Sàm đây. Hey, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị một cái bản tin khủng khiếp liên quan đến thiền am bên bờ vũ trụ, hay còn gọi là tỉnh thất bồng lai. Thì cách đây khoảng một vài tiếng đồng hồ gì đó, thì trên mạng xã hội nó rầm ben lên cái vụ án hồ Cá Trê đó. Thì cái hồ Cá Trê này là cái hồ Cá Trê được ông Lê Tùng Vân đó, ông nuôi ở trong cái Thánh Đức Cô Nhi đó, khoảng 20 năm về trước đó. Thì qua lời kể của Nguyễn Xin, thì Nguyễn Xin là một người đã theo cái vụ thiền am này là 3 năm nay rồi nha quý vị. Đó, Nguyễn Xin đã về tất cả các tỉnh miền Tây, Bến Tre, Long An để xác minh mọi thứ, gặp gỡ tất cả mọi người đã từng sống ở trong cái Thánh Đức Cô Nhi đó. Và cái câu chuyện nó liên quan đến cái hồ Cá Trê là nó rất là kinh khủng quý vị đó. Và tôi hy vọng rằng đó nó không phải là sự thật, chứ nếu nó là sự thật thì không còn cái lời nào để mà diễn tả nữa. Thì cách đây khoảng 20-30 năm gì đó, thì ở cái Thánh Đức Cô Nhi ở trên Long An đó, thì có rất là nhiều trẻ em cơ nhỡ đó. Có nghĩa là cái thánh đức này là đa số là con của ông Lê Tùng Vân đó, nhưng mà trong đó cũng có những cái đứa gọi là cơ nhỡ đó, gọi là trẻ mồ côi thiệt đó nha quý vị đó. Thì hàng ngày đó khoảng 4-5 giờ sáng là phải thức dậy rồi đó, chạy xuống dưới chợ đầu mối đó để lấy mấy cái đầu cá đồ thừa gì để bỏ cho Cá Trê ăn đó. Và thường thường những cái đứa con nào của ông Lê Tùng Vân á đó, những cái đứa con ruột á có máu mủ á, thì những đứa đó nó khỏe đó, nó sẽ được học hành đến nơi đến chốn và nó không có bị đày đọa làm nhiều việc. Còn lại những cái đứa mà không có máu mủ ruột thịt á, gọi là trẻ mồ côi đó, gọi là mồ côi mà mồ côi chính hiệu luôn đó, thực sự mồ côi luôn đó, thì nói chung là cuộc sống như địa ngục đó quý vị. Thì Nguyễn Xin cũng đã tìm hiểu về cái vấn đề này. Thì quay trở lại quá khứ đó, quay trở về những cái năm của 80-90 gì đó, thì có rất là nhiều vụ mất tích bí ẩn của những đứa trẻ mồ côi đó, mất tích bí ẩn đó nha quý vị. Và khi mà mất tích bí ẩn thì cơ quan chức năng cũng không có vào cuộc, và cũng như là không ai biết, tại vì cái thánh đức này nó sống khép kín, không có giao du với bên ngoài. Và khi mà thông tin nó ém nhiệm rồi đó, hoặc là có người hỏi thì bên cái thánh đức cũng như là bên ông Lê Tùng Vân sẽ nói rằng là nó đi đâu rồi, hoặc là nó được người khác nhận đi nuôi rồi, nó giờ không biết nó đi đâu đó. Nhưng mà cũng rất là nhiều người họ sống trong đó và họ nói rằng là sau một thời gian dài thì cũng không biết nó đi đâu đó. Và Nguyễn Xin đã có một cái chia sẻ mà tôi nghe tôi nổi cả da gà đó quý vị. Và hy vọng rằng những cái tin tức này nó chỉ là phỏng đoán thôi nha, chứ không phải là sự thật. Chứ nếu mà là sự thật thì rất là khủng khiếp. Rồi quý vị nghe Nguyễn Xin chia sẻ đôi điều về cái hồ Cá Tra. Xin mời quý vị xem qua clip. Tôi đi đến cái nơi đó, tôi đứng ngay cái ao cá đó luôn. Mọi người có biết á, là tại sao mà tôi nhắc tôi nổi da gà lên nữa rồi nè. Da gà nổi lên nè. Tôi đứng ngay cái ao đó, tôi nhìn xung quanh, tôi giống như tôi đặt mình vào cái thời điểm năm chín mấy. Tôi nhìn sao cái người tôi nó cứ lạnh, nó có một cái gì đó nó ghê gớm, nó liên quan tới mạng người chứ không phải là cái câu chuyện mà độc ác nữa. Tối hôm đó về, mọi người biết không, tôi ngủ tôi cứ nhắm mắt lại là tôi cứ nghe tiếng con nít khóc. Tôi không phải người sợ ma, tôi cũng không phải người mà gọi là tin vào tâm linh, nhưng mà tôi không biết sao, sau khi xuống cái thánh đức xong tôi về nhà tôi ngủ, hồi đó tôi chưa có vợ được, ngủ con mình ơi nè, cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng con nít khóc và thấy xương người.
từ xưa giờ tôi chưa bao giờ có một cái chuyện như vậy cả. Thì qua ngày hôm sau á, tôi có đi qua tôi gặp thầy Thích Nhật Từ. Tôi có qua gặp thầy Thích Nhật Từ, tôi hỏi thầy, con thấy cái chuyện này nó bất thường lắm, nó không thể nào mà nó bình thường được. Vậy vì con ví dụ như nói về cái độ mà bóng vía thì con là cái thằng nó nặng bóng vía lắm, nhìn mặt con là nó âm trì rồi, con thế nào mà nhẹ bóng vía hay là con tâm linh như vậy. Thì thầy Thích Nhật Từ có nói là có thể là có cái gì đó nó liên quan tới mạng người, và có thể những cái người nằm xuống ở đó họ muốn con phải làm sáng tỏ, tìm lại cái công bằng cho họ. Đúng thiệt mọi người, tôi hiểu sao. Thì á, sau này tôi mới nghe nhiều người nói nha, những cái đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ thời điểm đó sống ở tỉnh thất cùng ông Lê Tùng Vân, bây giờ mất tích không có một cái lý do nào luôn, không biết ở đâu, không biết sống chết ra làm sao. Ông Lê Tùng Vân ngày xưa ông hay lắm, ông tạo một cái mát như thế này nè, là mời một cái người tu thật sự luôn về chỗ đó. Ông đó là am hiểu về Phật pháp, hiểu biết về giáo lý nhà Phật, để làm một cái mát, một cái bình phong. Thì sau khi con bé bị tâm thần mà nó có bầu, ông Lê Tùng Vân lại đổ tội cho cái nhà sư đó. Mọi người có biết không, là phải đuổi ông nhà sư đó ra khỏi cái trung tâm mồ côi đó. Và sau này á, ông nhà sư đó ổng bệnh tai biến, mặc dù thời điểm đó là ông nhà sư ổng bị tai biến, ổng không thể nói chuyện được, mà Lê Tùng Vân sẵn sàng đổ lỗi cho ông đó, nói là ông này ổng hiếp dâm một con bé tâm thần chứ không phải là ông Lê Tùng Vân. Và sau này chính là cái nhà sư đó bị mất luôn, bị bệnh về tai biến khi bị đuổi ra khỏi tỉnh thất. Ổng đi la cà, ổng xin ăn này nọ, ổng sống ngoài đời, và cuối cùng là ổng mất. Thì dở lại cái câu chuyện là thời điểm đó hầu như là, nếu mà nói về cái thời điểm năm 90 mấy thì chúng ta không thể nào quản lý chặt chẽ được về con người, nhất là về trẻ mồ côi là cũng không thể nào là chúng ta quản lý chặt chẽ được hết. Thì cái câu chuyện á, những cái người mồ côi năm xưa vì sao mất tích một cách kỳ bí, không ai biết sống chết ra làm sao. Và cái ao cá chê năm đó, ông Lê Tùng Vân ông sắm một cái máy xay xác để ở ao đó để làm cái gì? Tôi không dám nghĩ tới cái kịch bản mà mọi người đang nghĩ đâu nha. Hằng ngày đánh đập bọn trẻ con rất dã man, sẵn sàng chói, sẵn sàng nhấn nước. Nếu như có một đứa trẻ nào đó sức khỏe nó yếu và nó chết thì làm sao mọi người? Chuyện đó mình đâu loại trừ được mọi người, không thể nào loại trừ được cái khả năng đó. Và tôi cũng không hiểu tại sao khi mà tôi đứng ở cái ao đó mà tới bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Mọi người có hiểu không? Nếu như một đứa bé mà nó chết vì bị đánh đập, vì bị ốm đau bệnh tật, thì ông bỏ vô cái máy xay đóng xay xuống dưới cho cá ăn, thì ai biết? Trời biết, đất biết thôi. Không ai biết được những cái việc đó đâu. Nếu như nó xảy ra giống như những gì tôi có thể mường tượng hồi nãy giờ. Đó, bà con thấy ghê chưa? Rất là ghê gớm. Thì kính thưa quý vị, trước đây Nguyễn Xin thì cũng từng đối đầu với bà Nguyễn Phương Hằng về cái vấn đề từ thiện rồi vấn đề của showbiz à, nhưng mà đâu đó nó rõ ràng nha. Tôi là một fan trung thành của chị Nguyễn Phương Hằng đó, tôi là người thần tượng chị Nguyễn Phương Hằng đó. Nhưng mà trong cái câu chuyện tỉnh thất Bồng Lai này, tôi không hề ghét Nguyễn Xin, tại vì cái chuyện gì nó ra cái chuyện đó. Đơn giản là gì? Đơn giản là Nguyễn Xin đã theo cái chuyện này 3 năm rồi. Quý vị còn nhớ 3 năm trước Nguyễn Xin là người vào tận nơi đi phỏng vấn từng người, và đã có trong tay những cái giấy khai sinh của những cái đứa trẻ ở trong thiền am à. Và Nguyễn Sinh là người đi điều tra rất là lâu đó, rất là mất thời gian và điều tra cho bằng được à. Và Nguyễn Sinh cũng đã từng bị là giang hồ là xử này kia kia nọ nha đó, cũng rất là nhiều rắc rối liên quan đến vấn đề của thiền am à.
thì đâu đó nó phải phân minh rõ ràng. Và chị Nguyễn Phương Hằng á, chị Nguyễn Phương Hằng thì mới nhảy vào cái vụ drama này thôi, đó là do là ba mẹ của Diễm My đó cầu cứu chị Nguyễn Phương Hằng. Và chị Nguyễn Phương Hằng là gì, thấy cái chuyện bất bình là ra tay tương trợ đó. Chị Nguyễn Phương Hằng là mong muốn là đi tìm chân lý và chính nghĩa, nó phải chiến thắng, không có để những cái chuyện đó nó gọi là nó tồn tại trong cái xã hội này. Cho nên chị Nguyễn Phương Hằng mới nhảy vào cái drama này đó. Tuy nhiên trong cái việc này thì Nguyễn Xin là người là điều tra trước đó, cho nên tôi cũng rất là lắng nghe đó, lắng nghe những cái chia sẻ của Nguyễn Xin đó. Nguyễn Xin là một người tôi biết là anh theo cái vụ này lâu rồi đó. Và trong cái chia sẻ của mình á, thì Nguyễn Xin cũng đã nêu ra cái quan điểm về cái công ty giải trí đó, công ty giải trí mà gọi là cái truyền thông, công ty truyền thông mà của anh Trọc đó, anh đầu Trọc bảy màu đó quý vị đó. Thì cái lỗi cơ bản và cái lỗi lớn nhất, cái tội lớn nhất của cái công ty truyền thông của anh Trọc bảy màu này đó là anh biết những cái đứa trẻ này không phải là trẻ mồ côi đó, nhưng mà vì cái view, vì cái spotlight, vì cái drama của một cái chương trình, cho nên phải cố tạo như vậy để chương trình nó thành công vang dội, cho nên mới xây dựng hình ảnh là những chú tiểu mồ côi cơ nhở đó, mồ côi cơ nhở. Và ông Lê Tùng Vân là một vị sư thầy đắc đạo đó, cho nên nó gieo vào lòng khán giả những sự thương cảm nhất định, và tiền gửi về rất nhiều. Đó thì vô hình chung thì cái công ty giải trí này đó, nó đã cướp mất cái cơ hội của những cái đứa trẻ mồ côi khác, những đứa trẻ mồ côi thực sự khác đó. Thì theo như Nguyễn Xin điều tra đó quý vị, theo như Nguyễn Xin chia sẻ đó, thì tiền nó đổ về cái tỉnh thất này là khoảng 30 tỷ đó. Nếu như 30 tỷ đó, 30 tỷ tiền của Mạnh Thường Quân đó, nó đổ về những cái nơi mà cần được đổ về ha, nó đổ về những cái nơi chính đáng, thì rất nhiều cái trẻ em cơ nhở, rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, rất nhiều những cái mảnh đời bất hạnh, nó sẽ được cứu giúp, và họ sẽ nói chung họ sẽ gặp được rất là nhiều quý nhân, cũng như là trong cái vấn đề mà gọi là phát triển sự nghiệp, cũng như là cái cuộc sống của họ, đúng không, đỡ đần được cho xã hội rất là nhiều đó. Nhưng mà vì cái chương trình này đó, nó đưa lên năm cái chú tiểu này, nó nổi tiếng trên mạng xã hội quá. Mà theo như anh Nguyễn Xin nói đó, là cây đàn guitar đó, bây giờ tôi đây này, tôi cầm cây đàn, tôi xài cây đàn của tôi là chỉ có 1,5 triệu thôi đó, 1,5 triệu thôi, nhưng mà Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên á, xài cây đàn tới 15-20 ngàn đô đó quý vị, một cây đàn guitar thôi đó. Rồi iPhone 12 Pro Max thì mua lần mấy chục cái đó, ô tô đồ các kiểu, thậm chí mua đất mua đồ rất là nhiều đó, theo như là anh Nguyễn Xin anh nói đó. Thì quý vị thấy không đó, cái lỗi của cái công ty mà giải trí này nó rất lớn, cái tội rất nặng. Và những người mà gửi tiền vào á, những người mà gửi tiền vào cho cái tỉnh thất Bồng Lai này không phải là những người giàu đâu quý vị. Có người họ làm cà phê, làm rẫy gì đó, đó một ngày có vài trăm ngàn thôi, nhưng mà cái chị đó là chỉ chạy ra ngân hàng, chỉ gửi về tỉnh thất Bồng Lai 2 triệu để mà nuôi nấng các cái chú tiểu này nọ đó, bà con thấy không đó. Mà tới ngày hôm nay thì bên phía cái công ty giải trí của anh Trọc bảy màu vẫn chưa một lần đính chính, hoặc là chưa một lần lên tiếng, chưa một lần xin lỗi đó, chưa một lần gì hết đó. Nó cũng là cái vấn đề mà truyền thông nó đã đẩy cái chuyện tình thất Bồng Lai này lên rất là như là lên mây xanh luôn đó, làm cho Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đổ về. Và cái người Việt Nam mình là gì, người Việt Nam mình là rất là thương người đó. Mạnh Thường Quân rất là hào sản, cứ hễ nghe nơi nào có trẻ cơ nhở, nơi nào có những mảnh đời cần cứu giúp là tiền đổ về. Nhưng mà họ đâu biết rằng nó đổ về là gì, sai mục đích đó, sai đối tượng, và bị trục lợi đó, thấy ghê gớm quý vị đó. Còn cái câu chuyện mà của tỉnh thất Bồng Lai này nó còn dài lắm quý vị, nó còn liên quan đến những cái vấn đề của cái sân sau đó nữa đó, những cái tổ chức ở nước ngoài này kia nọ đó, rất là
phức tạp. Và bản thân của ông Lê Tùng Vân là một người của chế độ cũ nha quý vị. Đó, một người có chức có quyền ở chế độ cũ nha. Đó, nói chung nó rất là rắc rối và nó rất là phức tạp. À, cho nên cơ quan nhà nước phải làm từ từ, họ phải làm từ từ đó quý vị. Và kính thưa quý vị, cuối chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục Vì Cuộc Sống Ấm No. Ố la la. Rồi cảm ơn bà con rất nhiều. Đó, cuối cái clip thì bà con cho phép Sơn Sàm quảng cáo chút xíu nha. Đó, ở trong cái Zalo này có bán rất nhiều sản phẩm uy tín và chất lượng của Nhật Bản. Đó, đây là sản phẩm của gia đình Sơn Sàm. Đó, là sản phẩm của gia đình Sơn Sàm. Đó, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết. Đó, thì ở dưới cái phần bình luận á, ở dưới cái phần bình luận thì Sơn Sàm có ghim cái link một cái kênh YouTube. Đó, đó là cái kênh YouTube của gia đình Sơn Sàm. Đó, Chu Du Nhật Bản, nói về những cái vẻ đẹp con người cũng như là thiên nhiên cũng như đất nước Nhật Bản. Đó, bà con vào đăng ký kênh YouTube đó, ủng hộ Sơn Sàm nha. Đó, ghim ở dưới cái phần bình luận đó. Đó, và trong mỗi cái livestream thì giới thiệu bà con một vài sản phẩm. Ví dụ như ở trong cái Zalo này có nhiều lắm, nhiều sản phẩm lắm quý vị. Đó, nhưng mà mỗi cái clip thì Sơn Sàm giới thiệu một số thôi. Đó, các anh chị nào kết bạn Zalo hoặc là ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ Viber nha. Đó, cái số Viber này. Đó, thì hôm nay xin giới thiệu cái sản phẩm sụn cá mập này nha bà con. Đây, cái sụn cá mập này, đây cái sụn cá mập này thì cực kỳ hiệu quả dành cho các anh chị của bạn Zalo hoặc là ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ Viber nha. Đó, cái số Viber này. Đó, thì hôm nay xin giới thiệu cái sản phẩm sụn cá mập này nha bà con. Đây, cái sụn cá mập này, đây cái sụn cá mập này thì cực kỳ hiệu quả dành cho các anh chị cô chú nào bị những cái bệnh về xương khớp nha. Xương khớp nè, thoái hóa đốt sống cổ nè. Đó, rồi thần kinh tọa nè. Đó, và gọi là thoái hóa khớp nè. Đó, đau nhức xương khớp, cực kỳ hiệu quả cái sụn cá mập này nha. Rồi, cái này thì em bán 3.750.000, 3.750.000 nha, hàng cao cấp nha. Đó, sụn cá mập 3.750.000. Đó, một hộp 300 viên có thể uống được 2 đến 3 tháng nha quý vị. Rồi, sản phẩm thứ hai đó chính là cái Natto Kinase. Đó, Natto Kinase, cái này thì rất là hiệu quả dành cho các cô chú, những người lớn tuổi, phòng ngừa và điều trị tai biến và đột quỵ nha. Đó, tai biến và đột quỵ, Natto Kinase 10.000 FU. Đó, sản phẩm này thì 3.850.000, 3.850.000 nha. Đó, mình uống phòng ngừa hoặc mình uống điều trị. Đó, chuyên dành cho những người nào là tai biến và đột quỵ, tai biến và đột quỵ, Natto Kinase. Rồi, sản phẩm nữa là đó là cái Fukudan. Đây, có người nào là tai biến và đột quỵ, tai biến và đột quỵ, Natto Kinase. Rồi, sản phẩm nữa là đó là cái Fukudan. Đây, có Fukudan AX nè. Fukudan thì sản phẩm này gia đình các cô chú anh chị nào mà có người bị ung thư đang điều trị, xạ trị, hóa trị đồ các kiểu nha, thì cái sản phẩm Fukudan này nó giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư, nó cắt tất cả những cái mạch máu nuôi cái tế bào ung thư đó và nó tăng khả năng phục hồi cho cơ thể nha. Đó, rất là hiệu quả quý vị. Đó, một hộp này em bán 3.500.000 nha, 3.500.000 một hộp. Rồi, còn sản phẩm tiếp nữa thì cái sản phẩm làm đẹp, cái sản phẩm làm đẹp do dành cho các anh chị nam nữ BD đều dùng được hết nha quý vị. Đó, nam nữ BD đều dùng được hết, đó là cái collagen pH này đây. Đó, cái sản phẩm collagen pH thì các anh chị mình biết rồi, nó có hai loại nha. Đó, loại dạng bột và dạng viên. Cái màu đỏ này là dạng bột nè, cái màu trắng này là dạng viên. Đó, thì collagen là gì? Collagen nó sẽ bổ sung collagen cho cái da mặt mình. Khi cơ thể mình càng lớn tuổi thì cái collagen nó giảm sút và da mặt mình nó nhăn nheo, nó chảy xệ. Đó, cái da mặt mình nó không có láng mịn nha. Đó, và cái này nó bổ sung collagen, nó làm cho da mình căng lên, trắng hồng, rạng rỡ nè. Cái thần thái mình nó cải thiện nha. Đó, thì cái dạng bột này ở trong này là 30 gói. Cái hộp này nó có 30 gói nha, mỗi ngày mình uống 1 đến 2 gói. Mình có thể pha với nước ấm nè, nước trái cây nè, sữa tươi nè, đó, nước chanh nè. Đó, mình uống ha. Đó, một hộp này 30 gói em bán 900.000, 900.000 một hộp. Các cô chú anh chị nào mình mua một liệu trình 3 hộp á là mình giảm còn 850.000 một hộp thôi ha. Rồi, còn cái dạng viên này, cái dạng viên này thì ở trong này nó có 120 viên, 120 viên nha, mỗi ngày mình uống 2 viên thì một hộp này mình uống được 2 tháng, 2.150.000 nha, 2.150.000. Rồi, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này. Đó, ví dụ như là những cái viên uống trị gút nè, dầu nóng nè, xoa bóp nè, salon bát nè, những cái bộ dao làm bếp nè, đó, rồi những cái sản phẩm viên uống nhau thay ngựa nè, rồi nội tiết tố nè, đó, nó rất là nhiều, very very nhiều luôn nha. Đó, bà con có thể truy cập vào cái Zalo này, hoặc các anh chị nào mình ở nước ngoài á,
ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ Viber nha, Viber cái số này để gặp Sơn Sàm đó, giao hàng là toàn thế giới luôn nha quý vị, đó nước nào cũng giao được hết luôn nha. Rồi còn các cô chú anh chị nào mà ở dưới quê dùng điện thoại cục gạch hay cùi bắp gì đó thì có thể điện thoại cái số này, điện trực tiếp là gặp Sơn Sàm để mình đặt hàng luôn nha. Rồi ok, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Đây tất cả là sản phẩm hàng Nhật, chất lượng Nhật nha. Kênh YouTube của em, hàng của em đó, em chịu trách nhiệm về chất lượng, cả nhà yên tâm, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong bản tin sau.